Người chủ bật khóc nức nở khi tìm lại được chú cún cưng khiến ai nấy xúc động. Cún ơi! Cậu mất lại tháng này rồi, tự nhiên thấy lo dò đi ra đây mà. Mày bớt xúc động. Có lẽ không có cảm xúc nào nghẹn ngào khi chúng ta thất lạc một thứ gì đó rất quan trọng. Và câu chuyện của anh chàng dưới đây đã khiến ai nấy nghẹn ngào vỡ òa cảm xúc, vì sau bao nhiêu nỗ lực, anh đã tìm ra chú cún cưng của mình. Ai đã và đang nuôi thú cưng thì sẽ hiểu được cảm giác của anh chàng lúc này, vì chúng nó cũng như người bạn của ta vậy, biết vui, biết buồn và biết thể hiện tình cảm với chúng ta. Không biết lý do gì mà anh chàng đã để lạc mất em cún cưng này gần nửa năm trời, nhưng bằng một phép màu nào đó, chú cún này đã trở về với vòng tay yêu thương của anh chủ. Nhìn khoảnh khắc gặp lại đứa con cưng, anh chàng đã vui mừng đến bật khóc mà ôm chặt lấy chú cún vào lòng khiến ai nấy xúc động. Cún ơi! Cậu mất lại tháng này rồi, tự nhiên thấy lo dò đi ra đây mà. Cún ơi! Ôi may mà tìm được rồi, may em ạ. Nhà ở đâu mà chạy lạc rồi? Cún ơi! Nhà nó ở ngay... Cún ơi! Tuy nhìn bề ngoài, anh chàng rất hầm hố, xăm trổ, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và tình cảm đến lạ. Khoảnh khắc vỡ òa nước mắt ôm chặt chú cún cưng vào lòng khiến ai đang chứng kiến cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Chúc mừng anh đã tìm lại bé cún cưng của mình, cũng như chú cún cũng tìm lại được người chủ rất hết mực yêu thương. Mong rằng anh hãy chăm sóc em nó thật tốt và đừng để đi lạc thêm lần nào nữa nha. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.